Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay, thứ năm ngày 2 tháng 3 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần cuối cùng của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới vẫn trong xuống giảm với tỷ lệ giảm là 0,24%, hiện tại đang đứng quanh mức 1.832 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.829,85 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.838,32 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 0,38%, đứng quanh mức 104,773 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, giao dịch quanh mức 23.400 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục xuống tăng với tỷ lệ tăng khá mạnh là 1%, giao dịch ở mức 4,040% trên một năm. Đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch ở mức 78,149 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đi xuống khi mà đồng đô la Mỹ mạnh lên và một loạt dữ liệu kinh tế mới khiến nhà đầu tư lo ngại rằng lãi suất toàn cầu sẽ duy trì ở mức cao hơn trong một thời gian dài hơn so với dự kiến. Mặc dù vàng được coi là công cụ hữu hiệu để chống lại lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội cho việc nắm giữ vàng. Theo ông Brian Lund, giám đốc điều hành công ty giao dịch Goldsilver Central có trụ sở tại Singapore cho biết, đồng đô la Mỹ mạnh lên là lý do khiến vàng giảm xuống. Liệu ngày 1 tháng 3 cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ đã thu hẹp tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 2, nhưng có dấu hiệu cho thấy hoạt động chế tạo bắt đầu ổn định, với số lượng đơn đặt hàng mới giảm từ mức thấp nhất trong hơn 2 năm rưỡi. Theo ông Brian Lund cho biết, nhiều người đang chờ xem Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ hành động như thế nào trong tháng này khi mà họ nhóm họp. Câu hỏi đặt ra là liệu Fed có tiếp tục tăng lãi suất hay không và tăng bao nhiêu. Các nhà hoạch định chính sách của Fed sẽ đưa ra dự đoán cập nhật về đường lối chính sách của Fed tại cuộc họp vào ngày 21 và ngày 22 tháng 3 tới đây. Thị trường kỳ vọng lãi suất mục tiêu của Fed sẽ đạt đỉnh ở mức 5,488% vào tháng 9. Theo chiến lược gia trưởng Barrett Malik của TD Security, một ngân hàng chuyên về đầu tư nói rằng giá vàng đang có ngưỡng hỗ trợ ở mức 1.806 đô la Mỹ trên một ounce. Theo vị chuyên gia này, nếu mốc giá này không được duy trì thì đà bán tháo sẽ xảy ra và kéo giá vàng về sâu dưới 1.800 đô la Mỹ trên một ounce. Còn theo ông Everett Millman, chuyên gia về kim loại quý của Gaynell Villacoin, nhận định sự biến động trên thị trường vàng còn tiếp tục vì giá có thể nhanh chóng giảm trở lại sau phiên phục hồi. Tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy vàng trượt về dưới 1.700 đô la Mỹ trên một ounce, nhưng tôi cũng kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trở lại, theo ông Everett Millman phát biểu. Và ông cũng cho rằng chừng nào thị trường còn nhận thấy Fed gặp khó khăn trong việc đưa lạm phát đi xuống thì vàng vẫn sẽ dễ bị tổn thương trong ngắn hạn. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Vào phiên buổi sáng ngày hôm nay mùng 2 tháng 3, giá vàng miếng tại ngân hàng Exim Bank mua vào ở mức 66,35 triệu đồng trên lượng, bán ra ở mức 66,85 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên lượng so với cuối ngày hôm qua. Trong khi đó, tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hay còn gọi là SJC giữ nguyên giá mua vào ở mức 66,25 triệu đồng trên một lượng và giá bán ra ở mức 66,95 triệu đồng trên lượng. Vàng nhận bộ số 9 của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn trong phiên sáng nay thì cũng đứng yên ở mức 53,15 triệu đồng trên lượng mua vào và bán ra ở mức 54,05 triệu đồng trên lượng. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán của vàng miếng SJC đang là 700.000 đồng trên lượng, nhưng khoảng cách của vàng nhẫn vẫn cao hơn lên mức 900.000 đồng trên một lượng cho đến 1 triệu đồng trên một lượng. Điều này cho thấy nếu khách hàng mua vàng nhẫn sẽ bị lỗ nhiều hơn mua vàng miếng cùng thương hiệu SJC. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm ngày hôm nay được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.638 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm nhẹ 5 đồng trên 1 đô la Mỹ so với phiên hôm qua. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại đến phiên tối ngày hôm nay tiếp tục suy giảm, hiện tại mua vào ở mức 23.505 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.875 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm 45 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do không có thay đổi, sau khi đã giảm 70 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán trong phiên giao dịch ngày hôm qua, hiện tại đã được mua vào phổ biến trong khoảng 23.750 đồng trên 1 đô la Mỹ và bán ra mức 23.850 đồng trên 1 đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.615.000, bán ra 6.685.000, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.615.000, bán ra 6.687.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.620.000, bán ra 6.685.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 6.610.000, bán ra 6.680.000, giảm 10.000 ở chiều mua, giảm 5.000 ở chiều bán ra với Doji Hồ Chí Minh, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với Doji Hà Nội. Phú Quý SJC mua vào 6.615.000, bán ra 6.685.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.620.000, bán ra 6.684.000, giảm 10.000 ở chiều mua, giảm 9.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.625.000, bán ra 6.775.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.615.000, bán ra 6.665.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.710.000, tăng 30.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.610.000, bán ra 6.680.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.615.000, bán ra 6.687.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại điều chỉnh giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 cho đến 760.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.615.000, bán ra 6.687.000. SJC Huế mua vào 6.612.000, bán ra 6.683.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.610.000, bán ra 6.687.000. SJC Miền Tây Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 6.615.000, bán ra 6.685.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.617.000, bán ra 6.690.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.615.000, bán ra 6.687.000. STC Phan Rang Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.613.000, bán ra 6.687.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác, hiện tại thì cũng không có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.315.000, bán ra 5.405.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.315.000, bán ra 5.415.000. Vàng bố số 9 mua vào 5.285.000, bán ra 5.365.000. Vàng 24K mua vào 5.181.9.000, bán ra 5.311.9.000. Vàng 18K mua vào 3.839.2 nghìn, bán ra 4.039.2 nghìn. Vàng 14K mua vào 2.943.1 nghìn, bán ra 3.143.1 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.052.4 nghìn, bán ra 2.252.4 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng